Chào các bạn thân mến Hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện cổ tích của ngày xưa Có một anh chàng số trai không lấy được vợ Tên là Lưu Sa Thì nó cũng chắc hơn 20 tuổi hay là cái gì đó Nhưng mà lại có một anh chàng là tên là Bá Lực thì cái anh chàng này rất là đẹp trai thế cuối cùng chủ gia đình mới bàn bạc với cái đứa con trai là mã lực là đẹp trai đi hỏi vợ cho cái đứa tên là là lưu sa thế thì chắc rằng cũng đi rất là xa thì cái đứa con gái đấy cũng là người rất là xinh đẹp mà cũng hay kén chồng nhé đấy bảo là ai hỏi thì bảo là chê xấu thế này thế kia thì nó cũng già rồi thế cuối cùng bảo thằng má lực với này cùng gia đình đi hỏi hỏi thì cái đứa con gái đấy xem ở được rồi cái đứa này con trai này cũng xinh đẹp thì mình ưa rồi lấy cái chàng trai này thì cuối cùng đến ngày cưới thì cái đứa xấu um, trai xa là không um, không ra mặt tí nào nhá. Thế đến ngày cưới hỏi xong đi hiện ngày cưới tất cả từ nhà trai đi sang nhà gái là cái đứa um, má lục đi ra mặt là là gọi là vợ là vợ chồng lại đi lấy vợ. Thế cuối cùng về đến nhà trai về đến nhà trai thì cái đứa um, lưu xa đấy cũng giấu mặt nhá, không ra chỗ nào hết xong là họ sẽ bàn bạc trước rồi cả cái bản làng cái người già đó đấy, ra đám cưới ăn cưới xong đến uh, tối rồi thì đêm khuê rồi thì anh chàng uh, má lực mới bảo bảo vợ ơi bây giờ đêm khuê rồi thì còn các bác ngồi đây thì em buồn ngủ em cứ vào trong buồng mà ngủ trước đi tí sau các ông cụ sắp về thì anh mới vào ngủ sau Thế cái đứa con dâu đấy thì mới vào trong buồng ngủ nằm ngủ xong một lúc sau thì má lục mới bỏ vào vào ngủ đấy ngủ với cái đứa con dâu đấy thì hai đứa xinh đẹp nhau nhá xứng nhau rồi thì các ông cụ bắt đầu họ uống rượu bắt đầu bàn tán nói chuyện to to lên xong bảo là ngày xưa các ông cụ kể rằng hai vợ chồng mà xinh đẹp như nhau thì không có hạnh phúc không sống được lâu một người một người không ốm thì một người yếu xong là sống thì một người thì mất sớm một người thì ở sau nếu mà hai vợ chồng lấy nhau thì phải một người xấu một người đẹp thì mới sống được lâu. Đấy, nói như thế nói đi nói lại ông cụ ngồi đấy cứ nói như thế xong thì đứa con gái con dâu đấy mới bảo anh chàng má lực bảo ô thì mình thành vợ chồng thì ai cũng đẹp hết thế này ai cũng xin hết thế này thì làm sao đây thì ông cụ nói thế thì nếu mà đúng như vậy thì mình theo nhau không được lâu thì một người đi trước một người đi sau sống không được lâu lại không hạnh phúc gia đình thế bây giờ làm sao đây thì cứ bàn tán hai vợ chồng bàn tán thế xong là anh thì anh má lục thì bảo thế bây giờ em làm cho em xấu đi em làm cho nó em làm cho xấu một tí đi cho nó đừng đẹp như nhau thì đứa con dâu đã bảo ô em không biết làm đâu đã đẹp sinh này rồi làm sao mà biết làm cho xấu <laughs> thế bắt đầu mới cái đứa con dâu vợ đấy bảo thế anh có biết làm không nếu mà anh biết làm xấu thì anh làm đi đấy nó đến đấy Thế là nó mới bảo ơ ừ, anh cũng làm được một tí nhưng mà vợ lại bảo làm vừa vừa thế nhé đừng làm xấu quá làm hơi xấu xấu thôi nhưng mà làm đừng làm xấu quá nhá nó bảo ơ ừ, được rồi Thế thì nó mới bỏ dậy ngày xưa là làm nhà là buồng là ở đằng đằng trước nhà hay là ở bên cạnh nhà thì ở đầu hồi nhà đấy có cửa từ trong nhà vào lại có một cửa ra ngoài ở bên ngoài thì nó bảo ừ thì em làm đây đợi anh chùm hết kiện chăn đi anh ra ngoài anh sẽ làm cho anh xấu đi thì nó mới bảo ừ vợ vẫn giận bảo đừng làm xấu quá nha xong là nó mới ra ngoài ra ngoài thì thằng à, lưu sa đã chờ sẵn ở bên ngoài buồng ngò thế mới bắt đầu nó ra ngoài nó mới lấy cái gì đấy đánh chỗ này đánh chỗ kia thì những cái bó của đâu nó cứ đi đâm vào kêu cục các cụ, câu cụ, các chỗ này chỗ kia chỗ này chỗ kia xong một lúc lâu lâu đấy xong thì nó mới uh, bỏ tệ về nhà nó thì cái đứa đấy cũng ở xa không phải ở trong làng đâu thế thằng lưu xa mới từ bên ngoài xong mới trèo vào cửa uh, buồng xong mới nằm với vợ đấy nằm đấy xong thì đến sáng hôm sau thì bắt đầu dậy dậy thì hai đứa dậy cùng nhau thôi dậy bảo ôi trời sáng rồi chúng mình dậy đi thì bắt đầu dậy lúc dậy thì chưa chưa nhìn mặt nhá xong một lúc đi dậy xong rủ nhau đi xách nước xong là rửa mặt trời sáng hẳn rồi nó mới nhìn thấy chồng nó bảo ôi rồi ơi anh ơi sao mà anh mà làm được xấu như thế Tối hôm qua em bảo rồi, bảo anh làm vừa vừa thôi, đừng làm xấu quá. Thì nó bảo ờ đúng rồi, em cũng bảo anh như thế, nhưng mà tối quá anh không nhìn thấy ở đâu. Xong là anh cứ đâm đổ vào chỗ này chỗ kia, xong là tưởng là như thế là vừa rồi mới là xấu thế này. Đấy, thế anh bảo em làm em xấu đi, em bảo không biết làm. Thì anh làm thế này thì làm sao đi Nó bảo ô anh xấu quá làm này quá xấu rồi Thì nó bảo ồ đấy Thì bây giờ số này cũng không bỏ được nhau Ngày xưa lấy vợ là phải đi mua bạc trắng Bảo là mua hẳn về mà Cái đứa con gái đấy ở bên nhà gái lại Con gái lại xinh gái quá Nó lấy 24 cân 24 kg bạc lấy bạc trắng đấy ngày xưa là toàn là lấy bạc trắng thôi nếu mà 12 cân thì còn phải đi hai bên thăm bố mẹ bố mẹ ốm đau thì còn phải đi thăm nhau 24 kg rồi thì không phải đi về quay về nhà bố vợ nữa gọi là cắt đứt hẳn gọi là cắt khẩu về bên nhà trai hết không được quay về ở bên ngoại nữa thì không biết làm sao nữa thì buộc phải lấy nhau thôi. Thì vợ cứ bảo ơ tối qua bảo anh đừng làm xấu quá, bảo anh làm vừa vừa thôi. Thì cứ ca thán hay thế. Thì, thế là cái thằng má lực thì ta cũng ở xa đấy, thì nếu mà ở gần thì vài ngày nó nhìn thấy một phát thì hỏng ngay. Đấy, câu chuyện như thế, nhưng mà người anh em với nhau Xong là có rất là có tình cảm với nhau đấy Đi hỏi đấy vợ Xong được vợ về đến nhà Xong lại giao cho người khác sử dụng Dùng, dùng. Uh, Nếu mà mình thế Chắc cái lúc uh, Mới vào trong buồng kiểu gì Kiểu mình phải sờ một tí hay sao đấy nhờ Thế thì tiếc quá đấy Riêng ở cái, ở cái uh, huyện Bảo Yên nhá xã Thương Hà này Trước đây Năm Năm uh, 80 đến 90 cũng có một vài trường hợp đấy có một vài trường hợp nhưng mà mình không kể là ai nhưng mà cái đứa con gái đấy cũng là người xinh đẹp thì ở trong bản hay là ngoài đâu thì hỏi nó bảo chê người ta xấu không lấy cuối cùng hỏi mọi người thì lại bảo đi ra chợ nha đi xuống thị trấn bảo yên này phố giàng đi xem chồng thế là lại cuối cùng là người khác đi đấy, người khác đi ra mặt thì nó xem bảo ô được rồi thế thì lấy đứa này rồi thế cuối cùng đến cái ngày cưới đấy ngày cưới cái hồi xưa là cái thời đấy là không phải như bây giờ còn phải đi lên sân khấu cái gì cầm tay đấy mà cứ nếu mà ai mà mà cố nhìn thì được nhìn thấy một tí thôi đến tan đám cưới rồi mới mới nhìn thấy hẳn thì đến lúc đám cưới thật rồi thì về bên nhà trai à nhà gái ngày xưa là ngày kê bãi đường bãi đường là phải trùm khăn hết lúc họp riêng cũng như thế họp riêng xong là họ nhắc cái khăn lên là đứng dậy ngay còn thấy xấu hổ là phải chạy vào buồng ngay không ai nhìn thấy ai đấy, thế đến lúc bái đường bái đường đấy thì con dâu thì lại phải chùm khăn ngồi những người phụ dâu đằng sau đấy gối vào vào cái lưng đằng sau đấy không dám nhìn thế cái đứa này mới là nhìn là mở cái khăn chùm đấy nhìn nhìn một phát thì nó thấy không phải rồi thì nọ trước đây đi xem cái người đấy đẹp thì sao bây giờ cái người này lại xấu thế này đấy có vấn đề này đấy nó bắt đầu nó mới khóc khóc xong về đến nhà trai quay về nó định bỏ nhau đấy định bỏ đấy nhưng mà họ chắc là bố mẹ cũng nói rồi thì không biết làm sao nữa chắc lúc đấy nhìn nhầm người sao thôi bây giờ bố mẹ cũng già rồi thì đã lấy thì phải cố gắng theo nhau cho nó chọn đời thì là nó mới không bỏ nhau. Bây giờ cũng thành ông thành bà đấy. đấy. Chuyện ngày xưa, cổ tích ngày xưa, Lu xa với Mã Lực là có như thế rồi. Nhưng mà đến cái thời bởi 80 đấy, mình còn được nghe một trường hợp đến hai trường hợp cũng như thế cũng chỉ lấy cái người khác đi ra chợ cho xem xong cuối cùng đến lúc lấy rồi cũng phải cái người đó Đây. cái người anh em tốt là giúp